Chào các con, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài tập hướng dẫn tập viết số 7. Để có thể tập viết đúng và đẹp thì chúng ta phải có tư thế ngồi viết và cách cầm bút thật đúng đấy. Chúng ta thấy bạn gái ở trong bức tranh này đã có cách cầm bút và ngồi học đúng chưa nào? À, chúng ta thấy lưng bạn thì cong, mặt và mắt thì cúi sát với vở. Như vậy là tư thế ngồi học chưa đúng đâu. Vậy, như thế nào là một tư thế ngồi học đúng? Thứ nhất, tư thế ngồi viết phải thoải mái, không được gò bó. Thứ hai, khoảng cách từ mắt đến vở là 25-30 cm. Thứ ba, cột sống luôn ở tư thế thẳng đứng, vuông góc với mặt ghế ngồi. Thứ tư, hai chân thoải mái, không chân co, chân duỗi. Thứ năm, hai tay phải đặt đúng điểm tựa quy định. Và thứ sáu, ánh sáng phải đủ độ và thuận chiều từ bên trái sang. Nếu các con ngồi đúng tư thế và cầm bút đúng, các con sẽ viết bài rất đẹp đấy. Các con hãy cùng quan sát cách viết số 7 nào. Chúng ta cùng quan sát thêm một lần nữa nhé. Các con đã vừa được quan sát cách tập viết số 7 rồi đấy. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cụ thể cho các con. Các con hãy cầm bút bằng tay phải, đặt bút vào dấu chấm đỏ. Các con sẽ viết nét xiên phải trước, sau đó nét ngang từ trái qua phải, rồi nét xiên trái. Các con nhấc bút, viết nét ngang trên nét xiên trái vừa rồi. Chúng ta viết lại một lần nữa nhé. Các con hãy đặt bút vào dấu chấm đỏ. Các con viết nét xiên phải nhỏ, rồi nét ngang từ trái qua phải. Tiếp theo là nét xiên trái. Các con nhấc bút, viết nét ngang trên nét xiên trái. Bài học đến đây là hết rồi. Các con hãy đăng ký kênh YouTube Thư viện Mầm Non để đón xem các video hướng dẫn tập viết từ số 0 đến số 10 nhé.